Dạ chào quý bà con. Hiện tại là trưa ngày 13 tháng 10 năm 2021 thì mình xin cập nhật một số thông tin chính như sau. Tính đến 7 giờ sáng ngày 13 tháng 10 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 6 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cụ thể, 2 trường hợp là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung tại khu cách ly trường Cao đẳng Vĩnh Long cơ sở 1. 4 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại trung tâm y tế huyện Tam Bình. Như vậy là tính đến trưa ngày 13 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 2.400 ca nhiễm COVID-19, trong đó thì có 14 ca nhập cảnh. Thông tin tiếp theo là tiểu thương chợ Vĩnh Long được xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ. Theo đó, Ban Quản lý chợ Vĩnh Long vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-Time PCR cho 699 người là công chức, viên chức, người lao động của ban và các tiểu thương chợ Vĩnh Long. Theo Ban Quản lý chợ Vĩnh Long, đây là việc làm thường xuyên, định kỳ, theo quy định nhằm đảm bảo thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch tại chợ Vĩnh Long. Qua đó, duy trì việc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của ngành công thương, đảm bảo cho chợ Vĩnh Long đủ điều kiện mở cửa hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Cử tri kiến nghị là tăng tốc độ bao phủ vaccine. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long khóa 15 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bằng hình thức trực tuyến với 8 cử tri huyện, thị, thành trong tỉnh. Sau khi nghe đại biểu trình bày nội dung kỳ họp thứ 2 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2021, cử tri tỉnh Vĩnh Long thống nhất cao với chương trình và nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề như là cần tập trung để sớm hoàn thành các công trình giao thông nông thôn, đê bao chống lũ, nâng cấp các tuyến quốc lộ chính, có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, có chính sách hỗ trợ nông dân đảm bảo đầu ra cho nông sản. Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri đề nghị cần quan tâm hơn nữa để thực hiện việc tiêm vaccine cho người dân được đầy đủ, sớm tăng cường độ bao phủ vaccine, tiến tới miễn dịch cộng đồng, quản lý chặt chẽ hơn người từ tỉnh khác về địa phương. Gói an sinh xã hội hỗ trợ dịch bệnh nên xem xét phân bổ kịp thời và đúng đối tượng. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và cho biết Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đẩy mạnh ngoại giao, tìm vaccine triển khai tiêm cho người dân. Mỗi người dân không được chủ quan, lơ là mà phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm bản thân, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19. Bí thư tỉnh ủy cũng cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ có giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhất là sản xuất an toàn để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tiếp theo là thông tin về việc phong tỏa tạm thời ấp Xuân Minh 2 và một phần ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm Võ Văn Thanh ký ban hành quyết định số 1702 về việc áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời ấp Xuân Minh 2 và một phần ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm để phòng chống dịch COVID-19. Trong quyết định có nêu rõ, áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời ấp Xuân Minh 2, tổ nhân dân tự quản số 9 của ấp Trung Trạch và tạm dừng hoạt động chợ xã Trung Thành để phòng chống dịch COVID-19. Khu vực phong tỏa có tổng số 383 hộ với 1.264 nhân khẩu. Thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa và tạm dừng hoạt động chợ bắt đầu từ 17 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Quyết định là có nêu rõ là giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành thiết lập các trạm kiểm soát ra vào khu vực phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội trong khu vực phong tỏa. Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế đối với khu vực được phong tỏa và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện tiếp tục điều tra dịch tễ, xác định nguồn lây, tổ chức truy vết khoanh vùng dập dịch trong thời gian sớm nhất. Thông tin tiếp theo là Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấp nhận kéo dài năm học. Một trong những giải pháp đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến để bù đắp kiến thức cho học sinh khi có thể quay lại trường học là tùy tình hình từng địa phương sẽ kéo dài thời gian năm học. Theo Trung tâm Truyền thông Bộ Giáo dục Đào tạo, chiều ngày 12 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc làm việc với một số bộ ngành về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Tại cuộc họp trao đổi về giải pháp bù đắp kiến thức cho học sinh khi quay trở lại trường học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, giải pháp đầu tiên được Bộ tính đến là chỉ đạo các địa phương linh hoạt trong việc thực hiện kết thúc năm học, trong đó chấp nhận việc kéo dài thời gian để bù đắp kiến thức cho học sinh. Việc này sẽ tùy thuộc vào tình hình từng địa phương để có xử lý cho phù hợp. Thứ hai là khi học sinh trở lại học trực tiếp, thì việc học trực tuyến qua truyền hình sẽ vẫn tiếp tục là công cụ duy trì trong việc bù đắp, củng cố kiến thức cho học sinh. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng các bài giảng qua truyền hình cho nhiều khối lớp, đặc biệt là lớp 1, lớp 2. Hệ thống bài giảng này sẽ là nguồn học liệu mở được sử dụng để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh khi các em quay lại trường học trực tiếp. Thống nhất với phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo là kế hoạch năm học 2021-2022 sẽ kết thúc linh hoạt tùy vào tình hình của địa phương. Phó Thủ tướng lưu ý sự linh hoạt không chỉ ở cấp tỉnh mà là phải có cả cấp huyện, cấp xã. Việc thi cử đánh giá kết quả học tập định kỳ cuối năm phải thực hiện rất linh hoạt. Về đảm bảo an toàn trường học, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ các quy định đảm bảo an toàn học đường, đồng thời phải tổ chức tiêm vaccine sớm và thật an toàn cho học sinh trong độ tuổi theo quy định của Bộ Y tế. Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngay việc đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi để khi có vaccine sẽ tổ chức tiêm nhanh. Ông Vũ Đức Đam cũng đề nghị các tỉnh thành căn cứ tình hình dịch bệnh, nơi nào không nhất thiết phải sử dụng các cơ sở giáo dục thì sớm tu sửa, củng cố thêm một bước hạ tầng thông tin phục vụ học tập, đảm bảo khi dịch đi qua, học sinh trở lại trường có môi trường học tập khang trang sạch sẽ. Vừa rồi thì mình cũng đã cập nhật một số thông tin chính trong buổi sáng ngày 13 tháng 10 năm 2021 để cho quý bà con được biết. Bây giờ thì mình xin kết thúc video clip tại đây nha quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con vào bản tin sau.